Xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Vinh Tran, được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi là Dr. Vinh Tran Official. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về cách chữa mất mùi do bệnh COVID-19. Mất mùi hay mất cảm giác không có ngửi được là một trong những cái triệu chứng hay gặp khi mà chúng ta mắc COVID-19. Thì các nghiên cứu chỉ ra là có tới 60% cho tới 80% bệnh nhân COVID-19 có những cái thay đổi về mùi vị, và trong số này có khoảng 10%, có nghĩa là 1 trong 10 người quý vị sẽ mất mùi trong một vài tuần. Thì cái video này sẽ chỉ ra cái cách mà chúng ta ngửi mùi, vì sao virus SARS-CoV-2 làm chúng ta mất mùi, và khi nào chúng ta sẽ ngửi mùi được, và cái cách tốt nhất để chúng ta tập để lấy lại cái mùi của chúng ta. Đầu tiên chúng ta phải hiểu là chúng ta ngửi mùi như thế nào. Thì mỗi lần chúng ta ngửi, chúng ta hít vào thì những cái hạt phân tử rất là nhỏ, li ti trong không khí sẽ chạm vào cái tế bào thần kinh khứu giác, là tế bào về mùi ở bên trong cái lỗ mũi của chúng ta, ở nằm phía trên như thế này, giống như cái hình tôi vẽ ở đây. Thì khi những cái phân tử mùi này chạm và tiếp xúc vào những cái tế bào thần kinh khứu giác sẽ tạo ra tín hiệu thần kinh. Và tín hiệu thần kinh này gửi lên phía trên nữa và cuối cùng đến cái vùng não của chúng ta để tổng hợp lại, tạo ra cái cảm giác là chúng ta đây là mùi phở, đây là mùi nước hoa, hoặc là đây là cái mùi khó chịu của toilet. Não con người chúng ta có thể nhận ra khoảng 1.000 tỷ mùi khác nhau. Tôi nhắc lại, 1.000 tỷ là con số khổng lồ, chúng ta có tưởng tượng chúng ta ngửi được quá nhiều mùi. Và những cái mùi này chúng ta học được, chúng ta nhớ, lần sau chúng ta gặp lại cái mùi đó thì chúng ta đây là mùi phở, đây là mùi quần áo của ba mẹ mình, đây là mùi của người yêu mình, ví dụ là như vậy. Thì chính nhờ các tế bào thần kinh tạo ra cái trí nhớ mùi, mỗi khi chúng ta hưng phấn, chúng ta có cảm xúc, ví dụ như cái vị hôn đầu tiên, hoặc là những cái lúc mà chúng ta sợ hãi chẳng hạn, tất cả những điều này đều ghi vào cái trí nhớ cảm xúc về mùi vị của chúng ta. Và lưu ý là các tế bào về mùi vị, những cái tế bào này rất rất là nhạy cảm, có thể cảm nhận được cái sự khác biệt về nồng độ cùng một cái mùi đó, dù chỉ là chút xíu thôi. Ví dụ như cái mùi nước hoa bữa nay hơi nồng hơn chút xíu, quý vị đứng gần người đó, quý vị cũng sẽ cảm nhận được, mặc dù cái người đó xài một cái loại nước hoa. Và ở cái vùng bên trong mũi của chúng ta luôn được giữ ẩm để cho cái việc tiếp xúc giữa những cái phân tử mùi và những cái tế bào thần kinh ở khứu giác của chúng ta ở cái điều kiện tốt nhất. Quý vị cũng thấy là những cái động vật như con chó, hoặc là những cái con mà dựa vào cái mùi, lúc nào cái lỗ mũi nó cũng ẩm ướt. Một điểm thú vị là chúng ta có hai cái lỗ mũi giúp chúng ta định vị được mùi trong không gian. Là tại sao cái sự khác nhau về nồng độ giữa bên phải và bên trái nói lên được là cái mùi đó đến từ bên nào, từ bên phải hay từ bên trái, từ phía sau hay từ phía trước. Vì vậy khi một bên mũi chúng ta bị nghẹt thì chúng ta khó có cảm nhận được cái mùi từ đâu tới. Chúng ta chỉ biết là cái mùi này nó thơm, cái món ăn này ngon, nhưng mà không biết là ở phía trước hay phía sau của chúng ta. Các tế bào thần kinh mùi và các tế bào thần kinh về vị là ở miệng thường là gắn kết và làm việc chung với nhau, giúp cho chúng ta nếm ăn cái đồ ngon tốt hơn. Tôi nói ví dụ khi mà chúng ta ăn tô phở chẳng hạn, chúng ta cảm nhận được cái vị ngon của phở nhưng mà cũng là cái mùi của nước phở, đúng không? Thì đó là tại vì tế bào thần kinh khứu giác và tế bào thần kinh vị giác làm việc chung với nhau. Cái mùi thơm ngon của đồ ăn còn giúp cho não gửi các tín hiệu tới bao tử và tới ruột, giúp cho chúng ta cảm thấy cồn cào, giúp cho chúng ta thấy chuẩn bị có một bữa ăn ngon. Một cái điểm khác là so với tế bào thần kinh khứu giác thì các tế bào thần kinh vị giác là ở bên trong miệng chúng ta có nhiều tế bào hỗ trợ, có nhiều cái đường dây thần kinh hơn, có 3 dây thần kinh dẫn lên trên não, và vì vậy nó ít bị tổn thương hơn. Cái điểm này rất là quan trọng trong COVID-19 là tại vì đa số quý vị sẽ mất cái mùi trước khi mất cái vị. Và đây là cái điểm mấu chốt, là tại vì tế bào thần kinh về vị giác được hỗ trợ nhiều dây thần kinh hơn so với tế bào thần kinh vùng mũi chúng ta ít hơn, và vì vậy dễ bị tổn thương hơn.
Bây giờ chúng ta nói về mất mùi do bệnh COVID-19. Thì virus SARS-CoV-2 thường vào bên trong cơ thể chúng ta thông qua một cái thụ thể hay còn gọi là cái cổng gọi là ACE2. Thì tôi nói nhiều về cái loại virus này cách đây 2 năm và cứ nói hoài, nhưng mà tôi nhắc lại tí xíu. Cái ACE2 là một cái cổng quan trọng để cho các protein cầu gai nó bám vào. Giống như là quý vị chúng ta đeo và chúng ta có cái cửa chúng ta mở vào. Khi mà bám vào rồi thì các tế bào này sẽ từ từ sáp nhập vào bên trong tế bào. Cái vỏ tế bào sẽ sáp nhập vào bên trong và từ từ virus sẽ chuyển cái gene này vào bên trong và bắt đầu cái quá trình xâm nhập và cuối cùng là nhiễm tế bào. Những cái tế bào đường hô hấp chúng ta đa số là đều có cái thụ thể ACE2. Đây là lý do tại sao mà đa số những bệnh nhân mắc COVID-19 là thường mắc qua bệnh hô hấp trước. Một số bệnh nhân có thể mắc qua đường mắc những bệnh khác, nhưng mà cái đường hô hấp vẫn là cái đường chính để lây bệnh và nhiễm bệnh của COVID-19. Cái điểm thú vị ở đây là tế bào thần kinh khứu giác của chúng ta là tế bào chịu trách nhiệm về mùi, không có cái thụ thể ACE2. Nói cách khác là virus SARS-CoV-2 khó mà tấn công các tế bào về mùi của chúng ta. Tuy nhiên, các tế bào thần kinh khứu giác này nằm giữa những tế bào hỗ trợ, giống như quý vị xem cái hình tôi vẽ đây, nó còn là supported cell. Thì những tế bào hỗ trợ này giống như tế bào chăm sóc rồi chữa trị cho tế bào thần kinh. Thành những tế bào hỗ trợ này lại có cái thụ thể ACE2, và chính những tế bào hỗ trợ này bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Thì khi những tế bào hỗ trợ này bị nhiễm bệnh và cuối cùng bị tổn thương và chết đi, thì tế bào thần kinh khứu giác chúng ta không có tế bào hỗ trợ, không làm việc được. Giống như quý vị dựa vào công việc của thư ký, của những người làm việc, những người phụ tá, mà cuối cùng phụ tá quý vị bệnh hết, quý vị không làm việc được. Thì cái điểm hay ở đây là những tế bào hỗ trợ này có thể tái tạo lại được sau khi mà chúng ta hết bệnh. Vì vậy, khi mà COVID-19 đi qua, những tế bào hỗ trợ này phục hồi, thì đa số quý vị sẽ phục hồi lại cái mùi khi mà chúng ta hết bệnh hoàn toàn. Thì nghiên cứu chỉ ra là khoảng chừng 63% quý vị sẽ phục hồi mùi trong 5 tuần kể từ mắc COVID-19, và 95% quý vị mắc bệnh COVID-19 sẽ phục hồi sau 6 tháng. Nói cách khác là đa số quý vị sẽ phục hồi cái mùi sau COVID-19. Thành ra quý vị, đầu tiên nhất khi mà quý vị mất mùi là khoan lo, hoặc là không có lo, tại vì từ từ quý vị sẽ phục hồi lại cái mùi của mình. Tuy nhiên, cái điểm quan trọng ở đây là chúng ta cần phải chữa trị cái triệu chứng cái bệnh hô hấp chúng ta càng sớm càng tốt, và chúng ta tập phục hồi cái mùi bằng cái bài nói chuyện dưới đây. Cái cách chữa bệnh hô hấp càng sớm càng tốt còn làm giúp cho mũi chúng ta không bị nghẹt, cái độ ẩm cao, và khi độ ẩm giúp cho chúng ta ngửi cái mùi tốt hơn. Một cái câu hỏi khác là quý vị có nên uống thuốc steroid hay không? Thì thuốc steroid còn là dexamethasone hay là prednisone là những cái loại thuốc mà chúng ta dùng cho bệnh nhân bị COVID vừa hoặc là nặng, thiếu oxy hoặc là nhập viện hoặc đang ở ICU. Thì uống thuốc steroid này đã được chứng minh là cải thiện và giảm tỷ lệ tử vong cũng như là làm ngắn đi cái thời gian nhập viện. Thì thuốc steroid làm ức chế lên hệ miễn dịch của chúng ta, khiến cho chúng ta bớt viêm sưng. Và vì cái lý do này, nhiều bác sĩ nghĩ là nếu mà nó bớt viêm sưng thì tôi sẽ cho bệnh nhân tôi uống, và hy vọng là nó cũng bớt viêm sưng lên những cái tế bào khứu giác hoặc là tế bào hỗ trợ khứu giác. Vì vậy thì có thể giúp chúng ta phục hồi cái mùi nhanh hơn. Tuy nhiên, có một cái nghiên cứu gần đây là nghiên cứu tổng hợp dựa vào rất là nhiều nghiên cứu khác, thì thấy rằng cái việc dùng steroid để chữa mất mùi trong COVID-19 là không hiệu quả. Ngược lại, nó có thể gây ra những tác dụng phụ nguy hiểm nếu như mà quý vị không cẩn thận. Cũng như cái đề xuất của Hiệp hội về dị ứng và miễn dịch của châu Âu là không nên dùng thuốc steroid uống, mà nên dùng thuốc steroid xịt. Có nghĩa là dùng xịt thôi chứ không uống vào, tại uống vào là cả cơ thể chúng ta chỉ xịt thôi. Thì trong cái nghiên cứu này, các nhà khoa học đã phân tích ra những cái nghiên cứu trước dùng thuốc để chữa mất mùi, và đa số là họ không tìm thấy cái lợi ích. Quý vị cũng nhớ tôi nói ở trên là 95% quý vị sẽ phục hồi cái mùi, thậm chí không cần dùng thuốc gì, chỉ có điều là cái thời gian kéo dài là tới 6 tháng sau khi mà chúng ta hết bệnh COVID-19 mà thôi. Vì vậy, cái cách chữa tốt nhất là chúng ta làm thế nào rút ngắn lại cái quá trình phục hồi, và làm sao ngửi được
những cái mùi tốt như là chúng ta trước khi bị bệnh, thì cái cách chữa tốt nhất do mất mùi trong COVID-19 là cách tập ngửi mùi. Thì cái bài tập ngửi mùi là cách chữa trị phục hồi chức năng thần kinh khứu giác bằng những cái bài tập đơn giản. Thì chúng ta dùng trí nhớ não bộ của chúng ta kết hợp với các mùi quen thuộc để giúp cơ thể chúng ta học lại cái cách ngửi mùi. Lưu ý là các tế bào thần kinh khứu giác vẫn chưa bị tổn thương, quý vị nhớ không, là nó không có cái thụ thể ACE2, thành ra nó vẫn còn hoạt động được. Quý vị chỉ việc kiên nhẫn, quý vị tập từ từ thì cái việc phục hồi mùi nó sẽ nhanh hơn. Thì đầu tiên quý vị tập như thế nào? Quý vị dùng cái mũi của mình ngửi cái mùi mà quý vị thích và quý vị không thích. Quý vị bắt đầu từ 4 cho tới 6 mùi mỗi ngày và từ từ chúng ta tăng dần lên. Thì mỗi lần chúng ta đưa lên mũi, chúng ta ngửi từ 20 cho tới 30 giây. Tôi nói ví dụ giả sử như đây là mùi nước hoa Chanel. Quý vị để gần, quý vị hửi và nhắm mắt lại, nhớ lại cái mùi này trước khi nó như thế nào. Thì mùi Chanel hoặc là mùi Hermes hay là mùi LV hay là mùi gì cũng được, mùi người yêu, mùi phở, mùi bún riêu. Rồi, đây là những mùi quý vị thích. Quý vị sẽ chuyển qua mùi không thích, ví dụ như mùi toilet, mùi nước tiểu, mùi mắm tôm. Có một số quý vị thích mùi mắm tôm thì quý vị sẽ bắt đầu trước. Bằng cách này, chúng ta từ từ, chúng ta lặp lại nhiều lần trong ngày, rồi trong tuần. Và từ từ quý vị sẽ thấy được là cái mùi này sẽ phục hồi lại. Bài tập này cũng có thể áp dụng và kết hợp với quý vị bị mất vị giác, là chúng ta không có nếm được do COVID-19. Thì chúng ta cũng tập ăn lại, chúng ta nhớ lại cái mùi phở, cái vị phở như thế nào. Cái vị cơm tấm, bì, có thêm chả chiên, rồi có thêm trứng nó như thế nào. Cái mùi này như thế nào. Quý vị nhớ lại hồi xưa, quý vị nhìn cái hình đó và quý vị nhớ lại. Thì bằng cách này chúng ta ăn và chúng ta nhớ lại cái mùi hồi xưa, thì từ từ cái mùi và các vị đó sẽ quay trở lại quý vị. Nói tóm lại, cơ thể chúng ta có thể cảm nhận được khoảng 1.000 tỷ mùi khác nhau, từ mùi thơm, dễ chịu, ấm lạnh cho tới những mùi khó chịu, và có thể tạo ra trí nhớ mùi là một trong những cảm xúc tuyệt vời nhất của con người chúng ta. Mùi và vị thường đi chung với nhau do các tế bào thần kinh của hệ khứu giác và hệ vị giác làm việc chung và có thể gần với nhau. Virus SARS-CoV-2 gây tổn thương lên tế bào hỗ trợ thần kinh khứu giác chứ không có tổn thương lên tế bào khứu giác. Vì vậy, đa số quý vị sẽ phục hồi mùi sau khi chúng ta hết bệnh COVID-19. Vấn đề là cái thời gian nó sẽ lâu hay là ngắn mà thôi. Và cuối cùng, không nên uống thuốc steroid để chữa mất mùi, mà dùng thuốc xịt viêm mũi và tập ngửi mùi là cách tốt nhất để phục hồi mất mùi do bệnh COVID-19. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Nguyễn Trang, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.